Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bình Dương thêm 43 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Bình Dương vừa báo cáo bổ sung số bệnh nhân tử vong tăng thêm 43 ca, trong khi đó số ca dương tính ghi nhận trong ngày tăng 404 ca so với ngày trước. Tối ngày 10 tháng 8, Bình Dương ghi nhận thêm 629 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca trong ngày lên 1.954 ca, tăng 404 ca so với ngày 9 tháng 8. Bình Dương báo cáo bổ sung có 43 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8. Tính từ đợt dịch thứ tư, từ ngày 24 tháng 7 đến nay, Bình Dương ghi nhận 32.480 ca mắc COVID-19. Lũy kế đến nay, Bình Dương có 6.815 bệnh nhân đã điều trị khỏi và 220 bệnh nhân tử vong. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Bình Dương, có 74 phụ nữ mang thai, 235 người trên 65 tuổi, 355 người có bệnh lý nền, 513 người có diễn biến nặng. Ngoài ra, có 11.972 trường hợp F0 đang được cách ly tại các khu điều trị tạm thời. Các bệnh viện ở Bình Dương hiện đang đáp ứng yêu cầu điều trị cho khoảng 18.000 bệnh nhân. Bình Dương hiện có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng trực tiếp phục vụ cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người, tổng cộng 581 người làm việc tại các khu điều trị COVID-19. Bình Dương thành lập các khu điều trị COVID-19 và phân theo tháp 3 tầng. Cụ thể, tại tầng 1 có ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Dĩ An, cơ sở điều trị trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ thành phố Thuận An, khu điều trị F0 tạm ở trụ sở cũ Ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu 1, bệnh viện Dã chiến 5D, bệnh viện Đa khoa Medic, bệnh viện Hoàng Mỹ Vạn Phúc 1, bệnh viện Mỹ Phước, bệnh viện Phương Chi, trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên. Tại tầng 2, gồm Bệnh viện Dã chiến số 3 Trường Đại học Việt Đức, cơ sở 2 Bệnh viện Dã chiến số 1 Thới Hòa, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng, Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng, Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, Bệnh viện Dã chiến số 1 VTC Expo, thành phố Mới Bình Dương. Tại tầng 3, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cơ sở 1 tại thành phố Thủ Dầu 1 và cơ sở 2 tại thị xã Tân Uyên. Ngoài ra, Bình Dương đang xây dựng khu điều trị tầng 3 tại Bệnh viện Quốc tế BKMS. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường. Để đáp ứng yêu cầu thành lập Bệnh viện Hồi sức tích cực, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế cử lãnh đạo phụ trách chuyên môn cho bệnh viện, bố trí đội ngũ bác sĩ gồm 304 bác sĩ và 760 điều dưỡng, đồng thời hỗ trợ một số trang thiết bị y tế. Bình Dương hiện có 1.601 khu vực phong tỏa với 143.245 người, 143 điểm cách ly tập trung với 18.938 người đang cách ly và 4.355 trường hợp F1 cách ly tại nhà. Phú Yên, thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, có bé 5 tuổi. Theo Vietnam Plus, cả 3 bệnh nhân tử vong đều sinh sống tại thành phố Tuy Hòa và có bệnh nền trước khi mắc COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân 181.918, 5 tuổi, phường 7, thành phố Tuy Hòa, bệnh nhân nhập viện lúc 17 giờ ngày 8 tháng 8. Trường hợp này được chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng ARDS do SARS-CoV-2 có tiền sử bại não. Bệnh nhân 60.250, sinh năm 1953, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, bệnh nhân nhập viện lúc 9 giờ 40 ngày 19 tháng 7, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng ARDS, choáng nhiễm trùng, nhiễm SARS-CoV-2 có bệnh nền tăng huyết áp, tai biến mạch máu não cũ. 3. Bệnh nhân 78.282, sinh năm 1951, ngụ phường 5, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, tử vong vì nhiễm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, trên nền bệnh mạch vành đặt stent cách 4 năm. Ghi nhận của giao thông, tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 1.958 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 17 bệnh nhân tử vong, 1.083 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 và 858 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Thành phố Tuy Hòa đang là điểm nóng COVID-19 ở Phú Yên với số lượng người mắc COVID-19 ghi nhận được là 1.058 người. Ngày 10 tháng 8, Việt Nam có 8.390 ca COVID-19 và 388 bệnh nhân tử vong. Tối ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế cho biết cả nước có thêm 3.241 ca mắc COVID-19 tính từ 6 giờ sáng. Tổng số ca trong ngày lên đến 8.390 ca, có 4.428 người khỏi bệnh. Thông tin chi tiết các ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm mới, ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 1.466, Long An 577, Đồng Nai 378, Nghệ An 128, Đồng Tháp 88,
Cần Thơ 83, Đà Nẵng 74, Bình Thuận 63, Hà Nội 60, Bến Tre 49, Gia Lai 37, Đắk Lắk 36, Ninh Thuận 29, Phú Yên 24, Sóc Trăng 21, Lâm Đồng 18, Đắk Nông 17, Hà Tĩnh 15, Lào Cai 12, Hậu Giang 11, Quảng Ngãi 11, Quảng Nam 8, Trà Vinh 8, Hải Dương 7, Thừa Thiên Huế 5, Thái Bình 4, Bạc Liêu 3, Kiên Giang 3, Sơn La 2, Bắc Giang 2, Nam Định 1, Quảng Bình 1, trong đó có 453 ca trong cộng đồng. Trong ngày 10 tháng 8, ghi nhận 8.390 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước, giảm 938 ca so với hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 3.956, Bình Dương 1.325, giảm 1.562 ca so với hôm qua. Long An 890, Đồng Nai 732, Nghệ An 128, Bà Rịa Vũng Tàu 109, Cần Thơ 106, Tây Ninh 102, Đồng Tháp 101, Tiền Giang 100, Đà Nẵng 74, Sóc Trăng 64, Bình Thuận 63, Ninh Thuận 61, Hà Nội 61, Bến Tre 58, Đắk Lắk 55, An Giang 53, Vĩnh Long 52, Bến Tre 49, Gia Lai 43, Phú Yên 37, Kiên Giang 29, Hậu Giang 19, Lâm Đồng 18, Đắk Nông 17, Hà Tĩnh 15, Lào Cai 12, Quảng Ngãi 11, Hải Dương 8, Quảng Nam 8, Trà Vinh 8, Thừa Thiên Huế 5, Bạc Liêu 4, Thái Bình 4, Cà Mau 2, Sơn La 2, Bắc Giang 2, Nam Định 1, Quảng Bình 1, trong đó có 1.115 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến chiều ngày 10 tháng 8, Việt Nam có 228.135 ca nhiễm, trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ 27 tháng 4 đến nay là 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 10 tháng 8. Tổng số ca được điều trị khỏi 80.348 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 491, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20, thêm 388 người tử vong. Chiều ngày 10 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 388 ca tử vong. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 308, Bình Dương 44, Long An 10, Đồng Tháp 5, Cần Thơ 4, Đồng Nai 4, thành phố Hà Nội 3, Tiền Giang 3, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 112.282 xét nghiệm cho 340.648 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 7.406.063 mẫu cho 20.708.090 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.984.300 liều, tiêm hai mũi là 1.003.287 liều.